Quang Hải vẫn không được thi đấu ở Pau. Cậu Phượng biệt tâm ở J-League vì đâu vẫn bình thản. Cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam dẫn dắt U20 Thái Lan. Huấn luyện viên Chaozia dẫn U23 Việt Nam đến Qatar ở khách sạn tuyển Đức từng đóng quân. Quang Hải vẫn không được thi đấu ở Pau. Nguyễn Quang Hải tiếp tục ngồi trên ghế dự bị khi câu lạc bộ Pau thắng Dijon 1-0 ở vòng 28 League 2 rạng sáng 19 tháng 3. Câu lạc bộ Pau giành thêm chiến thắng quan trọng trong giai đoạn đua trụ hạng khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Dijon với tỷ số tối thiểu. Bàn duy nhất của trận đấu được ghi bởi Yanis Berraoui phút 30. Theo tờ La Ref des Pyrenees, đội bóng vùng Bern nhập cuộc hay hơn trong nửa đầu hiệp 1 và có bàn thắng xứng đáng từ đường phát động tấn công từ sân nhà của trung vệ John Ruiz. Quenson Boscard băng lên bên cánh trái, bứt tốc loại bỏ hàng thủ Dion trước khi dọn cỗ cho Yanis Berraoui đối mặt thủ môn rồi ghi bàn. Pau lại chuyển sang ưu tiên phòng ngự như kịch bản quen thuộc mỗi khi có bàn thắng. Sự thực dụng của huấn luyện viên Tholot còn được minh chứng bằng việc ông chỉ thay đúng 3 người như ở trận thắng gần nhất trước Chamos Noitas tại vòng 27. Quang Hải cùng đội trưởng Antoine Batisse, người vừa trở lại sau chấn thương, đều không được vào sân. Dion chịu thêm bất lợi với tấm thẻ đỏ của Matheon Alivi ở phút 50 nhưng vẫn kiểm soát toàn bộ thế trận trước Pau. Đội chủ nhà giành 64% thời lượng cầm bóng, áp đảo về số đường truyền 483 so với 292 và số lần dứt điểm 11 so với 7, trong đó 5 đi chính xác, nhưng bất lực khi cố gắng xuyên thủng mảnh lưới của Pau. Tỷ số chung cuộc là 1-0 cho Pau. Hai chiến thắng liên tiếp giúp Pau giành 33 điểm, vươn lên vị trí thứ 15 và yên tâm hơn trong cuộc đua trụ hạng. Ở vòng tới, Pau gặp đội đầu bảng Le Havre. Với Quang Hải, đã tròn một tháng kể từ lần gần nhất tiền vệ tuyển Việt Nam được vào sân tại League 2. Lần gần nhất anh ra sân cho đội 1 Pau là hơn 10 phút cuối trận trong trận thua 0-1 trước Lavan ngày 19 tháng 2. Công Phượng biệt tăm ở J-League vì đâu vẫn bình thản. Công Phượng tiếp tục vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama FC và kéo dài sự thất vọng đối với người hâm mộ. Nhưng chân sút của tuyển Việt Nam vẫn bình thản vì đâu. Thất vọng. Vòng đấu thứ 5 tại J-League, một lần nữa Công Phượng không có tên trong danh sách ra sân của Yokohama FC trong cuộc đối đầu với Kyoto Sanga trên sân nhà. Việc chân sút tới từ Việt Nam không được đội bóng Nhật Bản sử dụng thực tế đến lúc này là bình thường, bởi trước đó Công Phượng cũng vắng mặt trong toàn bộ các trận đấu của Yokohama FC tại J-League kể từ đầu mùa. Cụ thể hơn, trong cả 5 trận tại giải đấu cao nhất Nhật Bản, cầu thủ đến từ Việt Nam đều không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Lần duy nhất Công Phượng được đền tên là ở trận ra quân tại J-League Cup nhưng cũng không vào sân. Những gì đang diễn ra khiến mục tiêu chơi 25 trận đấu trong năm đầu tiên trở lại Nhật Bản của Công Phượng thực sự khó khăn. Thậm chí con đường trở lại tuyển Việt Nam cũng vì thế mà gập ghềnh hơn nếu tiếp tục kéo dài nỗi thất vọng hiện tại. Vì đâu Công Phượng vẫn bình thản. Trở lại Nhật Bản lần thứ 2 trong sự nghiệp có lẽ không phải là quyết định khôn ngoan của Công Phượng trong hoàn cảnh chưa tiến nhiều về chuyên môn, dẫu đã bước sang tuổi 28. Những lần xuất ngoại trước có thể đổ lỗi do tuổi đời còn trẻ, vì lý do thương mại hoặc đơn giản học hỏi, nhưng lần này thì không, dường như Công Phượng lại tính sai với sự nghiệp một lần nữa. Tuy nhiên có vẻ như chân sút tuyển Việt Nam không mang quá nhiều đến công việc vốn cho mình tên tuổi và tiền bạc, và lúc này điều Công Phượng quan tâm nhất dường như là chuyện khác thay vì ra sân ghi được bao nhiêu bàn thắng. Điều Công Phượng quan tâm nhất lúc này là xem ra chỉ còn là chuyện gia đình thích nghi ra sao với môi trường cuộc sống Nhật Bản, nơi mà chân sút này từng thổ lộ rất yêu thích và muốn cùng vợ con lập nghiệp sau khi giải nghệ. Đây có lẽ là lý do lớn nhất khiến chân sút tuyển Việt Nam bình thản dù không được đội bóng chủ quản sử dụng trong chặng đường đầu tiên tại J-League. Nhưng nếu tiếp tục hài lòng hoặc tập trung quá nhiều cho những việc ngoài chuyên môn thì con đường ở lại Nhật Bản với Công Phượng rất thấp và khi đó dễ mất cả chì lẫn chài không chừng. Cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam dẫn dắt U20 Thái Lan. Sáng 19 tháng 3, Học viện bóng đá Buriram United công bố huấn luyện viên mới cho dự án U20 Thái Lan do câu lạc bộ Buriram United phụ trách. Người được trao niềm tin chính là Toshiya Miura, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam. Tôi được chọn làm huấn luyện viên U20 Thái Lan. Với kinh nghiệm của mình, tôi mong muốn phát triển bóng đá trẻ Thái Lan và Buriram United trong tương lai. Huấn luyện viên Miura phát biểu trên trang thông tin Học viện bóng đá Buriram United. Huấn luyện viên Toshiya Miura sẽ huấn luyện 51 cầu thủ U20 Thái Lan. Đây là những cầu thủ trẻ ưu tú của bóng đá Thái Lan được câu lạc bộ Buriram United sàng lọc và tuyển chọn trong nhiều năm qua. Đây là lần thứ hai ông Miura làm bóng đá ở Đông Nam Á. Trước đó, ông từng dẫn dắt tuyển quốc gia và U23 Việt Nam nhưng không có được thành công như kỳ vọng và phải rời đi trong lặng lẽ. Với đội tuyển quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên Miura từng giúp Olympic Việt Nam có được chiến thắng 4-1 trước Olympic Iran. Sau đó đoạt vé vào tứ kết ASEAN 2014. Chiến lược gia người Nhật Bản sau đó giúp tuyển quốc gia Việt Nam góp mặt ở bán kết AFF Cup 2014 và cùng U23 Việt Nam vào bán kết SEA Games 28. Ở vòng loại U23 châu Á tháng 3 năm 2015, huấn luyện viên Miura cùng các học trò không được ủng hộ khi đội vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công bằng những đường truyền dài vượt tuyến. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn giành vé tới Qatar dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 với tư cách là một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt.
huấn luyện viên Trezeguet dẫn U23 Việt Nam đến Qatar ở khách sạn tuyển Đức từng đóng quân. Huấn luyện viên Trezeguet và nhóm cầu thủ đầu tiên đã có mặt tại Doha, Qatar để chuẩn bị tham dự giải giao hữu Doha Cup cùng U23 Việt Nam. Đây là giải đấu đầu tiên của chiến lược gia người Pháp trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 đội tuyển Việt Nam. Từ Hà Nội, huấn luyện viên Philippe Trezeguet và nhóm cầu thủ đầu tiên của U23 Việt Nam đã có mặt tại Doha, Qatar sau chuyến bay kéo dài 7 giờ đồng hồ. Chiến lược gia người Pháp và các học trò đã được đại diện Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tiếp đón nhiệt tình tại sân bay. Các cầu thủ còn lại cũng đã tới Doha vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Tại Doha, đội tuyển U23 Việt Nam được ban tổ chức bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Crowne Plaza. Đây là một trong những khách sạn rất tiện nghi, từng là nơi đóng quân của đội tuyển Đức và đội tuyển Saudi Arabia tại World Cup 2022 vừa qua. Sau khi dùng bữa ăn rất ngon miệng được chế biến bởi đầu bếp người Thái Lan và tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục thể trạng, các cầu thủ sẽ có buổi tập gym thư giãn tại khách sạn. Trong hôm nay, toàn đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Doha, chuẩn bị cho giải quốc tế U23 Cup. Giải đấu này có sự góp mặt của 10 đội tuyển U23 bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Saudi Arabia, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Các đội bóng chia cặp để đá 2 trận tại vòng bảng, sau đó sẽ phân hạng dựa trên thành tích để xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng. Giải giao hữu Doha Cup diễn ra đúng vào tháng lễ Ramadan của người đạo Hồi. Trong tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều chỉ ăn uống sau khi mặt trời lặn. Do đó, các trận đấu đều diễn ra ở khung giờ rất muộn như giải châu Âu. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Iraq vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 23 tháng 3 và gặp U23 UAE vào 0 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Đây là giải đấu đầu tiên của huấn luyện viên Trezeguet cùng U23 Việt Nam.